Cô gái này là nữ sinh thê thảm nhất trong trường học. Trên mặt bàn học đã bị các bạn học khác vẽ nhăng vẽ cuội lên. Bên trên có hình một chiếc đầu lâu. Bên cạnh có những dòng chữ tục tĩu viết rằng: con độc trùng ngu ngốc chết tiệt. Nhưng Jigu đã quá đỗi quen thuộc với những việc này, không thèm liếc nhìn mặt bàn dù chỉ một lần. Ngay đến cả giáo viên cũng tránh cô như tránh tà. Muốn Jigu nhanh chóng thôi học rồi biến đi cho khuất mắt, Jigu quay trở lại phòng học, bỗng phát hiện ra trên mặt bàn có một gói bột mì đang được đặt trên đó. Jigu đã thẳng thừng ném gói bột mì đó vào mặt của bạn nữ sinh quen thói bắt nạt kia. Các bạn học đứng bên cạnh đều cảm thấy Jigu chắc chắn sẽ gặp chuyện đến nơi rồi. Chỉ thấy nữ sinh bắt nạt cô kia đưa tay ra đẩy Jigu một cái thật mạnh, ngay sau đó đã xông lên túm lấy tóc của cô, ném thật mạnh vào chiếc tủ đằng sau lưng. Jigu không hề tỏ ra sợ hãi một chút nào, lập tức xông lên đẩy cô bạn kia một cái, dọa cho tất cả các bạn trong lớp không còn một ai dám xông lên đấu đá với cô nữa. Jigu nhìn giống hệt như một chiến thần của trường học vậy. Jigu nhấc chiếc cặp sách lên, chậm rãi bước ra bên ngoài phòng học. Lúc này các giáo viên mới vội vàng vàng chạy đến trách móc Jigu không còn phép tắc gì nữa. Không ngờ rằng cô đã thẳng thừng giật bảng tên trên ngực xuống, đưa lại cho giáo viên rồi quyết định thôi học. Nhưng sự kiện nghiêm trọng hơn cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Jigu tên đầy đủ là Yoon Jigu, bố của cô là một tên nghiện và cũng là một tội phạm buôn bán ma túy. Ông ta thường xuyên phạm tội ở bên ngoài. Jigu cũng bị các bạn học cho rằng cô là một con nghiện, ngay đến cả cảnh sát cũng luôn túc trực bên ngoài nhà của cô suốt 24/7, hy vọng có thể bắt được bố của cô. Lúc này Jigu bước ra từ trong trường học, dùng cặp sách đập gãy chiếc gương chiếu hậu, sau đó còn ném cặp sách lên xe của cảnh sát. Cảnh sát vội vàng xuống xe bắt cô, nhưng Jigu đã lập tức cao chạy xa bay. Cô vội vàng chạy đến bờ biển, đeo tai nghe nghe bài hát chúc mừng sinh nhật, nhìn tấm ảnh chụp chung của cô và bố mình. Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của cô. Cô vừa nhớ vừa hận bố của mình. Jigu quay trở về nhà của mình, nhìn thấy trước cửa nhà là món quà mà bố cô đã tặng cho cô. Jigu không chút do dự thẳng thừng dùng chân đá bay tất cả. Ngay sau đó bố cô đã gọi điện thoại đến, hỏi cô có thích quà mà ông gửi cho cô hay không. Jigu phẫn nộ hét lên một tiếng: ông rốt cuộc đang ở đâu? Tại sao lại hại tôi biến thành bộ dạng như vậy chứ hả? Trong lòng bố cô cảm thấy rất có lỗi, quyết định mạo hiểm một lần đến gặp con gái mình, kết quả lại gặp được một tên cảnh sát đang chuẩn bị đi tiểu. Ông đã thẳng thừng đánh đối phương ngất xỉu, sau đó lại dùng nắm đấm phá vỡ cửa xe, đánh ngất xỉu tên cảnh sát còn lại. Sau đó đi đến trước cửa nhà, chuẩn bị dùng chìa khóa để mở cửa, nhưng cuối cùng vẫn gọi lên một tiếng. Ông đã gọi tên của Jigu, nhưng đúng vào lúc này, một tên sát thủ mặc chiếc áo đen trùm kín đầu, đột nhiên xuất hiện rút súng ra rồi nhắm thẳng vào ông. Bố của Jigu đã khóa chặt tay nắm cửa, rút một con dao găm ra để tự vệ. Jigu đã đứng dậy mở cửa, nhưng đã phát hiện cửa đã bị khóa chặt. Chỉ nghe một tiếng súng vang lên, bố của Jigu bị thương tiết canh chảy đầm đìa. Jigu sững sờ đứng đơ ra ngay tại chỗ, còn tay của bố cô vẫn điên cuồng muốn giữ chặt lấy tay nắm cửa, không muốn con gái mình mở ra. Jigu vô cùng lo lắng, đập mạnh vào cửa và gào lên gọi bố. Kết quả lại một tiếng súng nữa vang lên, bố của Jigu đã hoàn toàn ngã gục. Còn tên sát thủ đó sau khi xong việc đã lập tức rời khỏi hiện trường, còn Jigu vẫn đang đập cửa trong vô vọng, cầu xin bố đừng bỏ lại một mình cô. Trong lòng ông cảm thấy vô cùng tội lỗi, đã dặn dò con gái mình hãy sống thật tốt, đừng chỉ nhìn vào nỗi đau khổ của mình. Ngay sau đó đã không còn bất kỳ động tĩnh gì nữa. Jigu đã hoàn toàn suy sụp gào không thành tiếng. Cô đã dùng hết sức lực trong người mới có thể mở được cửa ra. Nhìn thấy bố mình đang nằm giữa vũng tiết canh, dùng hết chút sức lực cuối cùng lay lay cơ thể của ông, nhưng vẫn không có chút hồi đáp nào. Jigu vô cùng đau khổ, cô đã tự mình tổ chức tang lễ cho bố. Đột nhiên một đám người áo đen xông đến, người đàn ông đứng đầu châm điếu thuốc lên, rồi cắm nó vào trong bát hương, thành kính tưởng niệm bố của Jigu. Jigu đã đoán ra được người đàn ông này có lẽ chính là ông chủ của bố mình lúc ông còn sống. Jigu muốn báo thù. Choi lão đại nói rằng bố của Jigu là đàn em tốt nhất của ông ta. Ông ta không hy vọng con gái của đàn em mình lại phải sống trong thù hận. Nhưng phía cảnh sát bên này vẫn mãi không thể tìm ra hung thủ. Còn Jigu thì đang sốt ruột muốn trả thù, nên đã đem ảnh chụp hung thủ từ camera giám sát in thành tờ rơi, sau đó dán khắp các con đường lớn nhỏ trong thành phố. Thậm chí cô còn phát cả cho những người lang thang, hy vọng rằng sẽ có người có thể giúp cô tìm ra tung tích của hung thủ. Choi lão đại cũng đã nhìn thấy, nhưng tên hung thủ đó đeo khẩu trang không hề để lộ ra dung mạo thật sự. Việc làm của Jigu chẳng khác nào mò kim đáy biển. Nhưng ngay buổi tối hôm ấy, Jigu đã nhận được điện thoại. Đối phương nói rằng mình đã tìm ra được tin tức của hung thủ. Jigu cầm theo con dao găm phòng thân của bố mình, đi đến nơi đã hẹn và đem theo cả tiền thưởng. Nhưng đối phương lại bất ngờ bật cười một cách vô tri. Hắn ta là đang cười nhạo Jigu đã quá ngu xuẩn. Hóa ra đám côn đồ này là muốn lừa lấy mất tiền của Jigu. Jigu lập tức muốn bỏ chạy, nhưng đã bị ba tên côn đồ đó vây vào trong góc tường. Tay của cô đã bị kẹp chặt. Cô bèn nhấc chân lên đá bay một tên. Kết quả đã bị bọn côn đồ vây đánh không thương tiếc. Chiếc mũ của cô cũng bị giật xuống. Tên đứng đầu đám côn đồ đó vô cùng vui mừng, không ngờ lại là một cô gái. Chúng lại vớ được một con mồi ngon, liền muốn giở trò đổi bại với cô. Jigu sống chết phản kháng lại chúng, nhưng ngược lại lại bị bọn chúng thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Jigu rơi vào trong hôn mê. Đợi đến khi cô tỉnh lại thì phát hiện ra mình đã bị nhốt vào trong cốp sau xe, hai tay cô cũng bị trói chặt lại. Jigu lập tức giãy giụa muốn thoát ra ngoài. Kết quả chiếc xe lập tức phanh gấp một cái. Cô nghe thấy tiếng của đám côn đồ đang bị đánh đập dạy dỗ cho một trận như người. Jigu bèn dùng dao găm nhanh chóng cắt sợi dây thừng trên tay.
không ngờ rằng cốp xe đã đột nhiên bị mở ra. Jigu không chút do dự động thủ, nhưng đối phương đã nhanh chóng giữ chặt cô lại, cướp mất con dao găm trên tay cô. Chỉ thấy người xuất hiện là Choi lão đại. Ông ta nhìn Jigu, quyết tâm báo thù trong cô vẫn chưa bị dập tắt. Choi lão đại đã quyết định đưa cô đến một võ quán tập luyện. Nơi này chính là nơi đào tạo võ nghệ của Choi lão đại. Bên trong đều là những người đàn ông hung dữ. Jigu bị vứt vào trong đó. Choi lão đại muốn cô phải trở thành một kẻ thật mạnh, rồi hẵng đi báo thù cho bố của mình. Nhưng những người đàn ông ở đây, nhìn thấy Jigu xinh đẹp như vậy, đều không kìm được mà nổi lên sắc tâm. Jigu đi đến tập đánh bao cát. Một gã háo sắc đã đi đến ôm chặt lấy eo của cô từ phía sau. Jigu lập tức ra đòn phản công. Gã đàn ông kia vô cùng phẫn nộ, xông đến hạ gục cô chỉ bằng một cú đấm. Jigu chỉ có thể một mình tập luyện đánh bao cát trong võ quán sau khi tất cả mọi người đều đã đi ngủ, nhưng cô căn bản không có kỹ thuật, chỉ đơn thuần là giải tỏa sức mạnh của mình mà thôi. Lúc này Choi lão đại bỗng đi đến. Ông ta đã nghe đến chuyện xảy ra lúc ban ngày nên đã đặc biệt đến cho cô một đãi ngộ đặc biệt. Ông ta nói với Jigu rằng sát chiêu của người phụ nữ chính là phải đánh bại kẻ thù chỉ bằng một đòn tấn công, ví dụ như khi tấn công đối thủ, huyệt thái dương, nhân trung, cằm, ngực, những bộ phận quan trọng này và cả phần dưới của người đàn ông nữa. Choi lão đại cởi bỏ bộ quần áo vest của mình ra, vật lộn chiến đấu cùng với Jigu. Jigu nhìn vào vùng ngực của ông ta, lập tức ra đòn móc trái phải, nhưng vẫn luôn bị Choi lão đại phản đòn ngược lại. Jigu kiên cường đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Choi lão đại phát đòn tấn công ngắm chuẩn vào vị trí nhân trung của cô. Jigu lại mạnh mẽ tung ra nắm đấm, một pha cúi người né đòn, sau đó đã túm chặt lấy cà vạt của Choi lão đại, tấn công vào má của ông ta một cách quyết liệt, nhưng vẫn bị ông ta phản đòn ngược lại. Trong khi đó nắm đấm của Choi lão đại nhắm thẳng vào cằm của Jigu, sau đó Jigu đã lại bay người lên chuẩn bị cho ông ta một cước, nhưng Choi lão đại đã nắm chặt lấy cánh tay của cô, trực tiếp xoay người vật cô ngã xuống sàn, liên tiếp thua trận cả 3 lần ra đòn. Nhưng Jigu vẫn kiên trì chiến đấu ngay cả khi thua trận. Cuối cùng vào lần thứ 4 vật lộn, chỉ một chiêu cô đã khóa chặt được tay của đối phương, đầu gối như bọc sắt thúc mạnh vào phần bụng của đối phương, cuối cùng cũng đã đánh thắng được Choi lão đại. Vào những ngày sau đó, Jigu đã tưởng tượng rằng hung thủ đang hiện ra trước mặt mình. Với lòng hận thù quyết tâm trả thù, cô đã kiên trì huấn luyện chiến đấu, trở thành một nữ chiến binh, đến tham gia một cuộc thi đấm bốc. Người đứng đầu sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của Choi lão đại, còn có thể nhận được 10 triệu won tiền thưởng. Chỉ thấy đám côn đồ lao vào nhau như những con sóng thần va vào vách núi ở bên trong chiếc lồng chiến đấu. Jigu vốn dĩ đang chiến đấu với người khác, kết quả lại bị một tên côn đồ khác dùng sức khóa chặt cô từ phía sau. Jigu đã trực tiếp dùng khuỷu tay sau để phản công lại đối phương, đánh bại được tên côn đồ thứ hai. Ngay sau đó cô lại bị người khác đẩy người đến trước hàng rào của lồng sắt, không ngừng bị mọi người tấn công. Chỉ thấy Jigu đã chớp lấy cơ hội, nhân lúc đối phương nhấc chân lên, đã dứt khoát tấn công vào hạ bộ của hắn ta. Đối phương đau điếng không nói lên lời. Trong khi đó trong đám người này có một người tên côn đồ gọi là Gang Che, ra tay vô cùng thâm độc tàn nhẫn, gần như đã khiến cho toàn bộ đám côn đồ ở đây trở nên tàn phế. Anh ta tưởng rằng mình chính là người giành chiến thắng, liền tiến lên đòi tiền thưởng. Không ngờ Choi lão đại lại nói rằng Jigu vẫn còn chưa bị đánh bại, vậy là hai người đã trở thành đối thủ của nhau, đồng thời ra đòn tấn công cùng một lúc, lập tức vào tư thế chiến đấu. Trong khi đó Jigu đã bị vật ngã ra đất, bị Gang Che đánh đập không ngừng. Jigu bị dồn vào bước đường cùng đã ra đòn phản công, một đòn tấn công bằng roi chân. Gang Che đã trực tiếp nằm đo ván. Jigu nhớ lại những gì đã được dạy, liên tục đánh vào phần bụng của đối phương một cách chí mạng, sau đó là ba đòn tấn công thật mạnh bằng cùi chỏ, tiến gần đến thắng lợi cuối cùng. Nhưng đúng vào lúc này Jigu bị vứt lên chiếc khung sắt. Gang Che đã dùng chiếc xích sắt buộc chặt vào cổ của Jigu, chỉ thấy phần dưới chân của Jigu dẫm lên. Sau khi thoát khỏi sự kìm kẹp, lập tức lại bị đánh mạnh vào phần bụng. Cô bị vứt đến bên hàng rào của chiếc lồng sắt giống hệt như rác thải vậy. Cơn giận của Gang Che hoàn toàn bộc phát, dùng chân đá thật mạnh vào Jigu. Cô đã nhanh chóng lăn qua một bên né đòn, quấn lên người anh ta như một con rắn độc, sau đó dùng chiêu amba trong môn võ judo khóa chặt Gang Che khiến anh ta không thể động đậy, sau đó đã xoay người khóa chặt cánh tay của anh ta. Sau những pha tấn công hiểm độc liên tiếp, Jigu đã dùng khuỷu tay ra đòn phản công, cuối cùng đã giành được thắng lợi. Còn Gang Che lúc này cảm thấy vô cùng mất mặt, buộc phải tìm cách chút cơn giận. Hắn ta đã tiêm thuốc mê vào trong nước uống của Jigu. Sau khi Jigu tắm rửa xong bước ra, cô đã cầm bình nước lên uống mà không chút cảnh giác. Gang Ji đã đưa đám bạn của mình đến, chuẩn bị giở thủ đoạn với Jigu. Còn Jigu lúc này đã rơi vào trạng thái không chút sức lực, nhưng vẫn cố gắng dãy giụa, không cẩn thận đã làm vỡ bình đựng cho cốt của bố cô ở trên cao. Jigu nhanh chóng vực lại tinh thần, nhặt lấy một mảnh vỡ trực tiếp đâm vào hạ bộ của đối phương, sau đó bỏ chạy thục mạng ra bên ngoài. Gang Che đã cầm theo một chiếc búa sắt đuổi theo phía sau cô. Trong khi đó đầu óc Jigu vẫn chưa thực sự tỉnh táo, cô ngã sõng xoài ra đất. Gang Che tiến đến muốn hóa vàng cô, nhưng đã bị Jigu nhanh tay hơn một bước, dùng mảnh sành vỡ đâm thẳng vào bụng của anh ta. Lúc này thư ký của Choi lão đại đã xuất hiện, lôi Gang Che đến trước mặt Choi lão đại. Hắn ta sợ rồi, anh ta vội vàng nhận sai với Choi lão đại rằng mình không
không nên động vào Jigu. Kết quả là Choi lão đại đã dùng thanh kiếm samurai trực tiếp hủy hoại đi dung mạo của hắn ta, sau đó đuổi anh ta ra khỏi bang áo đen. Xong xuôi, Choi lão đại đã mời Jigu đến một nhà hàng nhỏ uống rượu, nói rằng hung thủ sát hại bố của cô là một tên cảnh sát và súng của tên cảnh sát đó đã bị ông ta tìm được rồi. Choi lão đại đã đưa lại khẩu súng đó cho Jigu. Ông ta yêu cầu Jigu hãy đổi tên thành Hejin và thi đỗ vào chuyên ngành cảnh sát chống tội phạm Mai Thúy, nằm vùng bên trong cục cảnh sát, vừa điều tra hung thủ đã sát hại bố của mình, vừa có thể giúp ông ta tiết lộ tin tức bên phía của cảnh sát. Một năm sau, Jigu đã cắt tóc ngắn. Vào ngày đầu tiên trở thành cảnh sát, cô đã được phái đi chấp hành nhiệm vụ truy đuổi hung thủ. Jigu đi theo tên tội phạm đến một tòa nhà nhỏ hẹp chật chội, đi vào bên trong một căn phòng, liền phát hiện ra một pháo nữ đã ngất vì dùng thuốc quá liều. Jigu mở miệng của cô ta ra, cô gái đó mới lấy lại được hơi thở. Đột nhiên phòng bên cạnh truyền đến âm thanh, Jigu đã nhìn thấy tên tội phạm vừa rồi qua một lỗ thủng ở trên tường, hắn ra đang tiến hành một cuộc giao dịch ma túy. Jigu liền lấy một chiếc áo đắp lên người cô gái kia, sau đó nhấc chiếc ghế lên đập vỡ bức tường bằng kính, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không được động đậy cảnh sát đây. Tên tội phạm lật tung chiếc bàn lên, rút ra con dao găm đã chuẩn bị sẵn ở bên dưới. Trong khi đó đám lâu la kia cũng bị dọa cho bỏ chạy tán loạn. Tên tội phạm cầm chắc con dao xông đến, Jigu tay cầm chiếc còng tay tấn công tên tội phạm 360 độ không góc chết, sau đó lập tức hạ gục tên tội phạm, nhanh chóng đeo chiếc còng tay lên tay hắn ta. Đúng lúc này, người đàn ông tiến hành giao dịch buôn bán Mai Thúy với tên tội phạm này đột nhiên ngăn Jigu lại, nói rằng cô đã quá lỗ mãng, dám phá kế hoạch thả dây dài câu cá lớn của anh ta. Hóa ra người đàn ông này chính là một cảnh sát đang nằm vùng Jeon Pyudu. Cảnh sát Jeon đã đưa tên tội phạm về đồn cảnh sát để thẩm vấn, hỏi ra đường dây chủ mưu đứng phía sau là một người tên là Sung Jung, gần đây đang nghiên cứu sản phẩm mới, muốn chiếm lĩnh vương quốc các đường dây buôn bán ma túy mà Choi lão đại đang thống trị. Pyudu bỏ ra ngoài gọi điện thoại, kết quả lại nhìn thấy Jigu cũng đang xuất hiện ở nơi này. Hóa ra bởi vì biểu hiện của Jigu vô cùng xuất sắc nên đã được điều đến đội điều tra tội phạm Mai Thúy để làm việc và cũng trở thành cộng sự của cảnh sát Jeon. Anh ta có vẻ vô cùng không đồng ý với quyết định này nên đã kháng nghị với đội trưởng cha. Đội trưởng cha nói rằng anh có kháng nghị cũng vô dụng. Cảnh sát Jeon liền mặt nặng mày nhẹ đưa Jigu đến tìm Sung Jung. Anh ta bảo Jigu hãy dẫn đầu đi điều tra tình hình xung quanh đây xem trước đã. Jigu bèn tiến vào bên trong hành lang từ phía cửa sau, nhưng khi cô đang bước trên hành lang thì bất ngờ bị một tên biến thái giở trò quấy rối. Jigu nhanh chóng lấy thẻ cảnh sát ra chứng minh thân phận của mình. Đối phương đã trực tiếp động thủ, Jigu không chút do dự lấy còng tay ra đánh thẳng vào bụng hắn ta bằng hai cú đấm. Đối phương đau đớn không thôi đã trực tiếp ném bay Jigu, còn nhấc cả người cô lên cao rồi đập người cô lên thùng phối điện. Jigu đã dùng cùi chỏ như bọc sắt của mình đánh thẳng vào mặt hắn ta, chỉ với một cú đấm đã có thể hạ gục đối phương ngay tại chỗ. Trước mặt cô đã xuất hiện một đám côn đồ, Jigu nhặt chiếc dùi cui lên trực tiếp xông vào càn quét bọn chúng, chỉ trong nháy mắt đã hạ gục được hết đám côn đồ. Jigu bước qua cánh cửa lớn phát hiện bên trong là một sòng bạc, còn Sung Jung chính là ông chủ của sòng bạc này. Lúc này cảnh sát Jeon thấy Jigu mãi vẫn không chịu quay lại, anh ta mới đi vào bên trong hành lang, kết quả lại nhìn thấy những thi thể nằm chất chồng lên nhau, xịt keo đứng hình mất 3 giây. Ngay sau đó cảnh sát Jeon đã đem theo người tiến vào trong sòng bạc ở bên trong, bất ngờ nhìn thấy Jigu vừa mới kết thúc một trận chiến đấu, mặc dù vô cùng tốn sức nhưng may thay vẫn tóm được Sung Jung. Jigu còn nhạy bén tìm ra được loại thuốc phiện mới trong tủ đựng rượu. Sung Jung đã được đưa về đồn cảnh sát, ngoan ngoãn khai ra ông trùm đứng sau vụ này. Không ngờ đó lại chính là người đã bị Choi lão đại cho một nhát lên mặt gang chê. Bây giờ hắn ta đã quay trở lại trong vinh quang và muốn cướp đi kế sinh nhai của Choi lão đại để trả thù cho sự xấu hổ nhục nhã năm đó của mình. Trong khi đó bên chỗ đội trưởng cha, đột nhiên tất cả mọi người đều nhận được súng, khởi động chiến dịch truy bắt hung thủ. Hơn nữa mục tiêu chính là Choi lão đại. Đội trưởng cha được biết rằng Choi lão đại đang trên đường đi đến bến tàu để thực hiện một cuộc giao dịch hàng hóa số lượng lớn. Nhiệm vụ đến quá bất ngờ khiến cho Jigu không có cách nào để có thể thông báo tin tức cho Choi lão đại. Đồng thời cô cũng bị yêu cầu phải giao nộp lại điện thoại để ngăn ngừa chiến dịch này bị bại lộ. Sau khi đi đến bến tàu, Jigu đem theo người tiến vào bên trong từ cửa sau của cabin, còn cảnh sát Jeon thì đang cùng với người khác tiến vào từ cửa trước, tạo thành thế tấn công gọng kìm. Jigu đi đến tầng thấp nhất của cabin, bất ngờ nhìn thấy Choi lão đại đang ở nơi này để kiểm tra công tác chế biến thuốc phiện, nhưng cảnh sát Jeon đã hành động trước một bước, xuất hiện ở tầng thấp nhất, mũi súng ngắm chuẩn vào Choi lão đại. Đột nhiên vào lúc này, một tiếng súng bất chợt vang lên, xung quanh chợt trở nên tối tăm mịt mù. Cảnh sát Jeon và đàn em của mình đã đập vỡ những bình rượu chứa chất dẫn cháy, dùng ánh lửa để soi sáng khắp xung quanh. Đội trưởng cha lúc này đang ở trên cabin khác theo dõi sát sao chiến dịch đang diễn ra ở bên này. Trong khi đó Choi lão đại đã nhân cơ hội kéo giãn khoảng cách với cảnh sát Jeon. Lúc này Jigu đột nhiên xuất hiện, giơ súng lên ngắm chuẩn vào. Cảnh sát Jeon đang quay lưng lại với cô, chỉ cần cảnh sát Jeon dám nổ súng hóa vàng Choi lão đại, Jigu cũng sẽ bem luôn anh ta. Nhưng bởi vì có ngọn lửa lớn cản trở đã giúp cho Choi lão đại có cơ hội chạy thoát ra ngoài rồi nhảy xuống biển, lập tức thoát khỏi trận địa đã bị mai phục. Trong khi đó toàn bộ hiện trường cũng đã bị nổ tung, đội trưởng cha chỉ có thể tìm thấy một khẩu súng đã bị xóa mất số seri mà thôi, chính là khẩu súng đã bem nát bố của Jigu. Nhưng ông lại cảm thấy vô cùng quen mắt, vậy nên vừa rồi trong lúc
tối lửa tắt đèn, chính là Jigu đã dùng khẩu súng này bắn thẳng vào thùng phối điện, ra tay cứu Choi lão đại một mạng. Sau khi Choi lão đại quay trở về khách sạn, lửa giận đùng đùng uống một hơi cạn sạch ly rượu, sau đó hung dữ ném vỡ tan ly rượu. Đây là lần đầu tiên ông ta thất thố một vố đau như vậy. Choi lão đại bắt đầu nghi ngờ có phải là Jigu đã phản bội lại mình. Lúc này Jigu cũng tự ý thức được rằng có khả năng cô sẽ bị hiểu lầm sâu sắc, thế là vừa mới kết thúc nhiệm vụ xong, cô đã lập tức đi đến khách sạn, đã được phía cảnh sát lắp đặt toàn bộ camera giám sát. Choi lão đại cũng đã phái người lập tức phá hủy mọi camera giám sát, nhưng Choi lão đại vừa mới giải quyết được đống camera giám sát phiền phức kia, căn cứ huấn luyện của ông ta đã bị Gang Chae mang đàn em tới đại khai sát giới. Thư ký của Choi lão đại lập tức chạy đến ngăn cản hắn ta lại, nhưng đã bị Gang Chae hung ác bẻ gãy mất một cánh tay, còn viết một dòng chữ bằng tiết canh lên trên mặt sàn: ông nội mày quay trở lại rồi đây. Lúc này Choi lão đại đang bị cảnh sát tấn công, cùng với việc căn cứ huấn luyện bị phá hủy, hai sự kiện xảy ra cùng một lúc đều chỉ hướng kẻ đứng sau chủ mưu tất cả chính là Gang Chae. Ông ta liền trở nên vô cùng tức giận. Sau khi đội trưởng Cha biết được tin liền ra lệnh thả Sung Jung ra để dẫn dắt sự xuất hiện của Gang Chae, đến lúc đó Choi lão đại cũng sẽ xuất hiện để ra tay trừ khử Gang Chae. Nhưng Jigu đã nói với Choi lão đại rằng hành động lần này của đội trưởng Cha là một cái bẫy, vậy nên sau khi Sung Jung xuất đầu lộ diện, bên phía cảnh sát mãi vẫn không chờ được sự xuất hiện của Choi lão đại. Lúc này sự việc camera giám sát bị phá hủy cùng với việc để Sung Jung đứng ra làm con mồi đều không thành công, tất cả mọi người đều mất hết ý chí. Nhưng đội trưởng Cha lại nói cảnh sát nằm vùng được sắp xếp vào bên trong nội bộ bên cạnh Choi lão đại sẽ báo cáo một việc vô cùng quan trọng ngay trong tối nay, và sẽ do đích thân một mình đội trưởng Cha đến gặp. Jigu bèn cải trang thành người bên băng đảng đua xe mô tô và bám theo đội trưởng Cha suốt cả quãng đường. Nhưng đi được nửa đường, cảnh sát Jeon đã đột nhiên xuất hiện. Anh ta quát to một tiếng: mày quả nhiên đã xuất hiện, hóa ra đây chính là một cái bẫy. Bởi vì cảnh sát ra quân thất bại hết lần này đến lần khác, đã khiến cho đội trưởng Cha thấy nghi ngờ rằng có nội gián bên trong cục cảnh sát, nên đã nghĩ ra kế này để dụ cho nội gián xuất hiện. Jigu mạnh bạo ném chiếc cặp sách về phía anh ta, nhanh chóng quay người bỏ chạy. Cảnh sát Jeon đã lập tức bay người đến, vật lộn lăn qua lăn lại cùng với Jigu. Kết quả chỉ với một cú vật qua vai của Jigu, cô đã thoát khỏi sự kìm kẹp, sau đó nhanh chóng xoay người, dứt khoát nhảy xuống một chiếc xe ba gác ở bên dưới, thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Trải qua sự việc lần này, đội trưởng Cha bắt đầu nghi ngờ Jigu chính là nội gián, bởi vì kể từ khi Jigu được điều đến đội mới xảy ra những chuyện liên quan đến nội gián. Vậy nên ông đã yêu cầu cảnh sát Jeon phải theo sát quan sát nhất cử nhất động của Jigu. Jigu cũng đã cảm nhận được sự nghi ngờ của đội trưởng Cha đối với mình, cô đành phải chuyên tâm phá án, đi giám sát theo dõi Sung Jung, hy vọng có thể tìm ra tung tích Gang Chae, giải quyết bớt một phiền phức cho Choi lão đại. Nhưng cảnh sát Jeon lại không thể tin được Jigu liều mạng như vậy, cô không thể nào là nội gián, nên đã dứt khoát xuất hiện trước mặt cô cùng với Jigu đi theo dõi Sung Jung. Thực tế chính là hạn chế Jigu tự ý hành động, hai người họ đi theo dấu vết đến một nhà máy bỏ hoang, sau đó liền giấu mình vào trong bóng tối. Nhìn thấy Sung Jung và Gang Chae đang gặp mặt, hai người bọn chúng đang giao dịch thuốc phiện, sau đó Sung Jung đã lập tức rời khỏi đó, còn Gang Chae vẫn mãi chưa chịu rời đi. Hai người họ đều cho rằng đây chính là thời cơ tốt để bắt người, nhưng đúng vào lúc này thuộc hạ của Gang Chae đã nhanh chóng đi lên cầu thang. Lúc này Gang Chae cũng đột nhiên giơ cánh tay của mình lên, tay phải ra giấu giống hệt như khẩu súng ngắm thẳng vào Jigu. Xem ra Gang Chae đã biết Jigu và cảnh sát Jeon đang ở nơi này từ lâu. Hóa ra Gang Chae vào một ngày trước đó đã xem được camera giám sát ở sòng bài của Sung Jung, vô tình phát hiện ra thân phận cảnh sát của Jigu, nên hắn ta mới sắp đặt một cái bẫy dẫn dụ Jigu đến đây. Năm đó Gang Chae vì Jigu mà bị hủy hoại đi cả gương mặt, vậy nên hắn ta muốn báo thù Jigu. Hai bên lao vào chiến đấu quyết liệt trong nhà máy, nhưng người của bọn chúng đông rất nhanh đã chiếm thế thượng phong. Cho dù hai người họ có văn võ song toàn đến đâu, nhưng cuối cùng vẫn bị bọn chúng tóm được. Jigu lạnh lùng ra lệnh cho Gang Chae: hãy mở khóa còng tay của mình ra, sao mà bây giờ mày vẫn không thể đánh lại tao thế? Gang Chae không bị mắc lừa, hắn ta rút một con dao găm ra cắm thẳng vào đùi của Jigu, còn không ngừng chuyển động một cách dã man. Sau đó hắn ta đã chụp ảnh Jigu rồi gửi bức ảnh đó cho Choi lão đại, bảo ông ta hãy mau mau đến cứu người. Jigu biết rằng Gang Chae đã hạ quyết tâm sẽ hóa vàng mình, nên đã cầu xin hắn ta tha cho cảnh sát Jeon, chỉ cần giày vò một mình cô là được rồi. Kết quả lại vô tình chọc giận đến Gang Chae, hắn ta lập tức phái người điên cuồng đá vào người của cảnh sát Jeon. Jigu căm hận nói rằng: mày nhất định sẽ hẹo dưới tay tao. Gang Chae bật cười như điên như dại, đem hai người họ nhốt vào trong xe, rồi đẩy hai người họ vào trong phòng nén. Chỉ thấy ngay sau đó tấm thép nén phía bên trên đã bắt đầu đè xuống phía bên trên chiếc xe, thân xe làm bằng sắt và cả cửa kính, nếu không bị biến hình thì cũng đã bị vỡ tan tành. Cảnh sát Jeon đã dùng lực thật mạnh đá vào phần tay vịn trên chiếc còng tay của Jigu. 1, 2, 3, phần tay vịn bất ngờ bung ra. Jigu nhanh chóng tháo chiếc còng tay của mình ra, nhưng cảnh sát Jeon vẫn đang bị còng tay rất chặt. Jigu dùng sức kéo thật mạnh nhưng nó vẫn không hề xi nhê gì. Lúc này không gian bên trong xe đã bị đè nén đến mức còn không cao bằng một nửa thân người, hai người chỉ có thể nằm sấp trong xe, thấy đã sắp bị nghiền thành thịt nát xương tan. Vào thời khắc mấu chốt, một chiếc xe hơi màu đen đột nhiên xuất hiện, không chút do dự đâm hỏng thùng phối điện, thiết bị nén lập tức ngừng hoạt động. Hai người cuối cùng cũng đã được cứu, và chủ nhân của chiếc xe hơi đen kia chính
chính là Choi lão đại. Lúc này còi báo động của cảnh sát cũng không ngừng vang lên, Choi lão đại lập tức rời khỏi hiện trường. Sau khi trải qua sự việc lần này, cảnh sát Jeon cũng đã buông bỏ niềm nghi ngờ đối với Jigu rằng cô chính là nội gián, bởi vì trong lúc nằm dưới máy nén, Jigu hoàn toàn có thể không cần phải cứu anh, nhưng Choi lão đại đã lại sắp xếp cho Jigu ra nước ngoài, bởi vì Gang Chae chính là một quả bom hẹn giờ. Hắn ta biết được quá khứ của Jigu, một khi Gang Chae đem toàn bộ mọi chuyện nói với cảnh sát, thân phận nội gián nằm vùng của Jigu chắc chắn cũng sẽ bị bại lộ, nhưng Jigu vẫn chưa tìm được hung thủ đã tiêu diệt bố của mình, nên cô không đồng ý ra nước ngoài. Trong khi đó Gang Chae biết rằng bản thân hắn ta đã giày vò Jigu, thì Choi lão đại chắc chắn sẽ cho người đi truy sát hắn ta, vậy nên anh ta đã thực hiện sai cách tiếp cận, lập tức gọi điện thoại cho đội trưởng Cha cầu xin được bảo vệ, điều kiện chính là hắn ta sẽ giúp đội trưởng Cha bắt được Choi lão đại. Jigu đã đem tin tức này lập tức thông báo lại với Choi lão đại, bảo ông hãy tránh đầu ngọn gió, nhưng Choi lão đại lại nhất quyết muốn mạo hiểm đi trừ khử Gang Chae. Gang Chae đã hẹn gặp Choi lão đại ở bến tàu, chỉ nhìn thấy hai bên vừa nhìn thấy nhau đã lập tức lao vào đại khai sát giới. Lúc này đám người của đội trưởng Cha cũng đang trốn ở trong góc đợi. Vài phút sau, lực chiến đấu của hai bên đều đã bị tiêu hao đáng kể, công an liền đến thâu tóm tất cả, còn Choi lão đại lúc này đang đuổi theo Gang Chae chạy lên đến chân cầu thép. Gang Chae nhanh tay nhanh mắt đã làm bị thương cánh tay của Choi lão đại. Choi lão đại bèn rút con dao găm ra, dứt khoát đâm thẳng về phía trước. Hai bên đều đã bị thương, Gang Chae lại hung hãn xông lên. Choi lão đại vặn ngược tay về phía sau, tay phải nắm chặt con dao găm đâm mạnh vào bên sườn của Gang Chae. Ngay sau đó là một cú huých vai. Sau đó Choi lão đại đã rút con dao găm của mình ra, Gang Chae thảm hại ngã rạp xuống đất. Nhưng đúng vào lúc này, trên khuôn mặt Gang Chae lộ ra vẻ tàn nhẫn, lẳng lặng rút con dao ra khỏi đôi giày của mình. Sau đó bất ngờ xuất đòn đâm thẳng vào bụng của Choi lão đại, một nhát rồi lại một nhát nữa. Choi lão đại trọng thương ngã rạp xuống đất, Gang Chae như rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma, giơ tay lên định tiếp tục đâm vào người lão đại. Đúng lúc này tiếng súng đột nhiên vang lên, chính là tiếng súng của Jigu. Jigu bảo Choi lão đại hãy mau bỏ chạy, nhưng Gang Chae lại đột nhiên bật cười, chế nhạo Jigu đúng là ngu ngốc không biết gì cả, cứ mãi làm chó theo đuôi cho Choi lão đại mãi thế. Đúng vào lúc này, cảnh sát Jeon đã đứng ở đối diện, bất ngờ quát lớn một tiếng, đe dọa Gang Chae đừng có mà hành động hấp tấp. Gang Chae nhân cơ hội này liền lớn tiếng nói ra thân phận thật sự của Jigu, kết quả đã bị Jigu dứt khoát bem nát ngay tại chỗ, còn Choi lão đại đã được thư ký cứu thoát thân. Đội trưởng Cha không lãng phí thời gian thêm nữa, trải qua một buổi tối, Jigu đã nhận được bức thư mà Gang Chae trước khi hẹo đã gửi cho cô. Jigu liền mở phong thư ra xem, bên trong là một bức ảnh, cô bất ngờ nhìn thấy cha mình trên tấm ảnh đang mặc bộ đồng phục cảnh sát, và người đứng bên cạnh chính là đội trưởng Cha. Jigu nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, cô lập tức đến tìm Choi lão đại, hỏi ông ta tại sao bố mình lại là cảnh sát. Choi lão đại nói rằng bố của cô đã bị đội trưởng Cha phái đến chỗ của Choi lão đại làm nội gián nằm vùng, nhưng lại trở thành kẻ phản bội và gia nhập vào băng đảng của Choi lão đại. Sau khi đội trưởng Cha biết được, đã dùng chính súng của bố cô để kết liễu cuộc đời của ông. Tâm trạng Jigu vô cùng hỗn loạn, cô không biết mình nên tin vào ai. Trong khi đó trước khi Gang Chae hẹo, anh ta đã nói rằng cô chẳng biết gì hết mà đã trở thành tay sai vặt của Choi lão đại, khiến cô cảm thấy rằng trong chuyện này nhất định vẫn còn ẩn tình gì đó. Jigu muốn đến hỏi tổ trưởng Cha chân tướng sự thật liên quan đến bố của mình, nhưng Choi lão đại đã phái thư ký của mình xâm nhập vào nhà của đội trưởng Cha, bất ngờ hành động ra tay ám sát đội trưởng Cha. Chỉ thấy đội trưởng Cha nhấc chai rượu lên đập vào người thư ký một cách mạnh mẽ, cạnh của những miếng vỡ thủy tinh vô cùng sắc nhọn, một nhát lại một nhát đâm thẳng vào bụng thư ký, nhưng cuối cùng ông vẫn bị trọng thương mà ngã rạp xuống đất. Xong nhiệm vụ, hắn ta liền tháo chạy. Ngay sau đó Jigu liền xuất hiện, cô vừa định đưa tay lên mở cửa đã bị vết tiết canh dính trên đấy dọa cho một phen hết hồn. Jigu vội rút con dao găm ra, lặng lẽ mở cánh cửa bước vào trong nhà. Đội trưởng Cha đang nằm thoi thóp, ông ấy tưởng rằng Jigu đến để bem mình, kết quả lại nghe thấy cô hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra với bố của mình. Ông mới đột ngột phản ứng lại, Jigu chính là con gái của người đồng đội quá cố của mình. Đội trưởng Cha tỏ ra vô cùng đau đớn, không dám tin rằng Jigu lại đang bán mạng chỉ vì muốn báo thù kẻ đã ra tay với bố mình. Đội trưởng Cha bèn nói ra sự thật, hóa ra bố của Jigu trước nay chưa từng phản bội lại ông. Lúc đó bố của Jigu được phái đến nằm vùng bên cạnh Choi lão đại, ông ấy vẫn luôn truyền tin tình báo của tổ chức buôn bán ma túy ấy cho đội trưởng Cha, mãi cho đến khi bố của Jigu tặng cho Choi lão đại một chiếc bật lửa bên trong có gắn máy theo dõi định vị và đã bị Choi lão đại vô tình phát hiện ra. Lúc này thân phận của ông ấy mới bị bại lộ và đã bị Choi lão đại tự tay trừ khử. Vậy ra Choi lão đại mới chính là hung thủ đã hóa vàng bố của Jigu. Jigu không thể tin được, nhưng đúng vào lúc này cảnh sát Jeon đến tìm đội trưởng Cha, phát hiện trên tay nắm cửa có vết tiết canh, anh liền muốn phá cửa tiến vào trong. Đội trưởng Cha đã vội vàng đem một tập tài liệu giao lại cho Jigu, sau đó liền bảo Jigu hãy chạy thoát ra ngoài từ chỗ cửa sổ. Cảnh sát Jeon đúng lúc đó cũng đã xông vào nhà của đội trưởng Cha, kịp thời đưa đội trưởng Cha đến bệnh viện, may thay vẫn cứu được một mạng. Còn bên phía Jigu bên này, cô ngồi trong xe vội vàng mở tập tài liệu đó ra, phát hiện ra những bức ảnh chụp bố của mình đến tình báo với đội trưởng Cha. Cuối cùng cô cũng tin rồi, bố của cô chính là người đứng về phía công lý. Nhưng Jigu lại vô cùng đau lòng, không ngờ cô lại coi hung thủ sát hại bố của mình như người trong nhà như vậy, lại còn trở thành một đao phủ thay ông ta bem người, xây dựng nên một đế quốc tội phạm quy mô lớn. Sự
Sự hận thù trong lòng cô bừng lên, cô nhất định phải bem nát choi lão đại. Jigu lảo đảo từ trên xe xuống, rút phích cắm đánh lừa, cố gắng thiêu đốt toàn bộ hình xăm của tổ chức trên người mình đi. Kể từ nay về sau, choi lão đại chính là kẻ thù lớn nhất của cô. Lúc này thư ký của lão đại đã nhận được tin rằng đội trưởng Cha vẫn chưa hẹo, lập tức đã đoán ra được Jigu nhất định đã biết được chân tướng sự thật, bèn phái người đi tiêu diệt Jigu. Chỉ thấy Jigu vừa định ra khỏi nhà đã bị một tên côn đồ xã hội đen trùm bao lên đầu rồi nhấn vào trong bồn tắm. Jigu dùng hết sức lực dãy giụa, nhấc vòi tắm hoa sen lên khóa chặt tên côn đồ kia lại, sau đó lại kéo giá treo rèm cửa xuống, mạnh mẽ đập từ đằng trước ra phía sau. Nhưng không gian bên trong phòng tắm chật hẹp, Jigu đã bị đối phương đạp thẳng vào tường, lại thêm một cú đấm trời giáng, ngay lập tức Jigu đã bị khóa chặt từ phía sau. Tên sát thủ phía đối diện một nhát dao đâm thẳng vào bụng của cô, Jigu vô cùng đau đớn, không ngừng tung ra những cú đấm đánh trả lại, cuối cùng đã thoát khỏi sự kìm kẹp, sau đó vội rút con dao găm gài ở thắt lưng ra, hóa vàng tên sát thủ trước mặt. Thư ký của Choi lão đại ở bên ngoài nghe thấy bên trong không chút động tĩnh, bèn tiến vào bên trong quan sát tình hình, phát hiện ra Jigu vẫn chưa đi với các cụ, thế là hai người lại lao vào vật lộn. Jigu một cú lách người, nháy mắt đã rạch một đường lên bắp chân của thư ký, lực đánh của hắn ta bắt đầu giảm sút, đã bị Jigu bóp chặt cổ chỉ bằng một cánh tay. Các cú đấm liên tục tung ra khiến hắn ta bay dạp xuống bậc thang, chỉ thấy hắn ta lại lập tức xông đến. Jigu vặn ngược cánh tay hắn ta lại, xương cánh tay của hắn ta lập tức gãy vụn. Ngay sau đó cô liền nhặt con dao găm lên, nhanh tay nhanh mắt rạch một đường cánh tay của hắn ta. Thư ký không còn chút sức lực nào để phản kháng, một nhát dao đâm thẳng vào vai của hắn ta, thư ký cuối cùng cũng đã phải đi chầu trời. Lúc này Choi lão đại cũng đã đoán ra được Jigu đã biết được chân tướng sự việc, nhưng ông ta không tin Jigu sẽ muốn bem ông ta, vậy là Choi lão đại đã đi đến đồn cảnh sát để tự thú, để thăm dò lòng trung thành của Jigu. Kết quả những gì Choi lão đại đã dự đoán đều không sai, Jigu đi đến phòng vật chứng, tiêu hủy toàn bộ chứng cứ phạm tội của ông ta, Choi lão đại vô tội đã được thả ra. Cảnh sát Seon lập tức điều tra ghi chép ra vào phòng vật chứng, bất ngờ nhìn thấy tên của Jigu, lập tức tin ngay vào điều đó rằng Jigu chính là kẻ nằm vùng. Cảnh sát Seon đuổi theo Jigu, chỉ thấy Jigu đội mũ bảo hiểm lên, ngồi lên chiếc xe mô tô phân phối lớn, xông vào cửa lớn của cục cảnh sát. Mà Choi lão đại bên này cũng đã nhìn thấy thi thể của thư ký mình, ông ta đã lập tức hiểu ra tất cả, Jigu tha cho ông ta đi là vì muốn chính tay mình trừ khử ông ta. Lúc này đội trưởng Cha đã tỉnh lại từ trong trạng thái hôn mê, cảnh sát Seon đến thăm ông, đội trưởng Cha đã đem chuyện của Jigu kể lại với cảnh sát Seon. Cảnh sát Seon vô cùng thương xót cho Jigu, anh đột nhiên phát hiện ra bóng dáng của Jigu xuất hiện trong bệnh viện, anh lập tức chạy đến ngăn cô lại. Cảnh sát Seon dùng sức kéo cô ra khỏi xe, Jigu giãy giụa phản kháng. Cảnh sát Seon biết rằng Jigu đang muốn đi bem Choi lão đại, nhưng anh không thể nhìn cô phải ngồi tù vì báo thù cho bố mình như vậy, thế là đã lập tức rút còng tay ra, khóa chặt tay của Jigu và tay của mình lại, sau đó lái xe đưa cô đi đến một căn nhà nhỏ ven biển, còn cẩn thận băng bó vết thương giúp cô, đồng thời cũng nói với Jigu rằng anh sẽ là chỗ dựa của cô, sẽ giúp cô cùng đi bắt tên Choi lão đại đó. Jigu từ nhỏ đã chưa từng cảm nhận được sự ấm áp, sự dịu dàng của cảnh sát Seon đã khiến Jigu mở rộng trái tim của mình, đem toàn bộ trái tim và cơ thể của mình giao cho cảnh sát Seon. Sau một đêm, cảnh sát Seon muốn đưa Jigu đến cục cảnh sát để nói ra chân tướng sự thật, nhưng kết quả mới đi được nửa đường, Choi lão đại đã cải trang bằng băng nhóm đua xe, cách một lớp cửa kính giơ súng nhắm thẳng chuẩn bị tiễn Jigu về với các cụ. Nhưng ông ta nhìn thấy hai người tình nồng ý thắm như vậy, bèn lập tức dịch chuyển miệng súng, không chút do dự bắn cảnh sát Seon. Jigu trở nên hoảng loạn, cô không dám tin rằng người đàn ông mình yêu nhất lại hẹo trong lòng mình như vậy. Sự hận thù của cô bùng lên như một ngọn lửa, sau đó cô rút khẩu súng trong người của người yêu mình ra, đội mũ lên đi đến khách sạn mà Choi lão đại đang ở đó, dùng súng uy hiếp bảo vệ phải mở cửa. Cô muốn hóa vàng Choi lão đại, đám côn đồ đàn em của ông ta mọc lên như cỏ dại, lần lượt từng người đứng ra chặn Jigu lại, nhưng sự hận thù của cô đã không gì dập tắt được, ai cũng không thể ngăn được sát ý của cô, vậy nên Jigu rất nhanh đã đuổi đến tận cửa phòng của Choi lão đại. Choi lão đại chờ đợi thời khắc này đã lâu, Jigu đã nhặt con dao găm lên, bắt đầu trận chiến với bát tự đao pháp. Choi lão đại dùng tay trái chặn cô lại, tay phải liền vung lên tấn công Jigu, giống như lúc mà ông ta đã dạy cho cô cách chiến đấu, phải tấn công vào điểm yếu của kẻ địch. Chỉ thấy Jigu hai tay nắm chặt dao xông đến, Jigu đã bị đẩy đến trước quầy bar, sau đó nhấc chai rượu lên hung hăng đập thật mạnh xuống, nhưng vẫn lại một lần nữa ngã rạp xuống đất. Trong khi đó kỹ thuật chiến đấu của Jigu đều là một tay Choi lão đại dạy cho cô, ông ta đã quá hiểu rõ về cô, mỗi một chiêu thức tấn công Jigu rất khó có thể giành được chiến thắng. Nhưng Jigu đã sớm suy nghĩ hết cả rồi, nếu như không phải ông ta hẹo thì chính là cô hẹo. Cô lại xông đến vung dao lên, nhưng lại bị Choi lão đại đâm trúng bụng, lại một nhát dao nữa, trên người Jigu đầy vết bầm tím, nhưng sự hận thù trong cô bộc phát đã dùng dao đâm thẳng vào vùng bụng của ông ta. Choi lão đại cuối cùng cũng đã bị thương, Jigu thừa thắng xông lên lập tức đâm thẳng vào đùi của ông ta, nhưng cùng lúc đó cô cũng bị Choi lão đại đâm bị thương. Jigu đã dứt khoát buông bỏ mọi phương thức phòng bị, chỉ dùng con dao trong tay mình lúc này, quyết tâm sống chết đến cùng với Choi lão đại. Chỉ thấy tiết canh bắn tung tóe trong không khí, Jigu nhân lúc Choi lão đại để lộ ra chút sơ hở, lập tức dùng dao đâm thẳng vào bụng của ông ta, còn Choi lão đại cũng quay tay lại đâm trọng thương Jigu. Vào lúc này, trên người
cả hai đều đã tiết canh bầm tím khắp người. Jigu còn thê thảm hơn một chút, Choi lão đại rơi vào trạng thái điên loạn, ông ta nhặt dao găm lên, Jigu dùng hết sức mình đứng dậy, Choi lão đại cũng đã nhặt khẩu súng của Jigu lên, lập tức bóp cò, kết quả bên trong đã hết sạch đạn rồi, hóa ra là Jigu vừa rồi lúc ở trong thang máy đã dùng hết sạch đạn trong súng rồi, chỉ còn lại đúng một viên duy nhất, cũng đã dùng để trừ khử tên côn đồ bên ngoài cửa mất rồi. Cùng lúc đó, Jigu đã trực tiếp dùng con dao găm đâm thẳng vào ngực của Choi lão đại, một thế hệ ác bá chống đối pháp luật cứ như vậy mà diệt vong. Cuối cùng Jigu đã đem ảnh chụp chung của cô và bố mình đặt lên bên cạnh phần mộ của bố, sau đó đã để cho cốt của cảnh sát Jeon được an táng cùng với em gái của anh ấy. Sinh mệnh đó vào lúc này đã dừng lại là thiếu nữ năm 17 tuổi, cuối cùng cũng đã đón nhận một cuộc đời mới. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bộ phim tiếp theo.